Các em thân mến, từ đầu năm 2020 đến nay thì Việt Nam chúng ta nói riêng và cả thế giới nói chung đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Và trong thời điểm vàng để Việt Nam ta chống dịch là từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020. Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cả nước ta cùng đoàn kết chung tay đẩy lùi đại dịch. Thư viện tỉnh Gia Lai là một trong những đơn vị tuyên truyền và phục vụ thông tin công cộng cũng phải tạm ngừng phục vụ bạn đọc tại thư viện đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Để các em có thể vừa ở nhà mà vẫn tiếp cận được với những cuốn sách hay trong thư viện, hôm nay, Thư viện tỉnh Gia Lai sẽ giới thiệu đến các em cuốn ký sự tiểu thuyết Mãi mãi một thời thiếu sinh quân của tác giả Ma Văn Kháng do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2019 với độ dày 286 trang trên khổ giấy 21cm. Tác phẩm miêu tả lại cảnh quan, không khí, tâm thế, tinh thần và cảm xúc về một thời hào hùng, chân dung thế hệ mang non cách mạng, một lớp thiếu niên yêu nước, gan dạ, thông minh, nhiệt thành và được rèn luyện học tập để tiếp thu một nền văn hóa có tác dụng hình thành nên nhân cách thế hệ thanh niên hữu ích cho xã hội. Nhân vật chính trong tác phẩm là chàng thiếu sinh quân Trọng Đoan, một thiếu niên sinh ra trong một gia đình tiểu tư sản, bắt đầu là đội viên đội truyền bá vệ sinh của cục quân y. Trải qua bao gian khó trong học tập và rèn luyện, đặc biệt phải đối mặt với thử thách lớn lao là nỗi đau mất cha, Đoan đã từng bước trưởng thành hơn trong môi trường thiếu sinh quân. Bên cạnh đó, còn có Tố Tam Tam, A Trưởng Toàn, Nghiêm Ngắn, Chỉnh Chu, Thánh Công Tử đẹp trai, Lão Lĩnh, Bộ Ba Tướng, Sĩ, Tượng, gồm Thiết Đen, Kim Diễu, Lục Hạt Mít nghịch ngợm, và Sáng, cậu bé Tây Lai cùng với chú chó sắt Ngộ Nghĩnh và cả loạt bạn bè như Huy Anh, Hòa, Phìn, mỗi bạn một tính cách và tài năng khác nhau. Tác phẩm đã cuốn chúng ta qua nhiều cung bậc cảm xúc, những phút giây xúc động chia sẻ cùng nhau nỗi nhớ nhà, san sẻ, nâng đỡ nhau những lúc yếu đau, mệt mỏi, những giờ phút gay cấn khi trường bị địch tấn công, hay những khoảnh khắc căng thẳng rồi cười ra nước mắt trước những trò nghịch ngợm của bộ ba tướng sĩ tượng, phút giây vỡ òa hạnh phúc của những bạn thiếu sinh quân nhỏ tuổi khi được gặp Bác Hồ. Hình ảnh một lớp thiếu niên yêu nước, dũng cảm, trong sáng, hồn hậu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, cùng tình yêu thương chia sẻ của họ trong những biến cố đời thường sẽ giúp cho các bạn nhỏ ngày nay thấy được tuổi thơ của những anh hùng nhỏ tuổi thời chiến, để từ đó thấu hiểu và có cái nhìn sâu sắc hơn về đất nước của mình, luôn trân trọng và biết ơn thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Hiện sách đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh Gia Lai. Các em cũng có thể truy cập vào website www.thuvientinhgialai.vn và trang Facebook Xe ô tô Thư viện Lưu động để nghe và tìm đọc thêm nhiều cuốn sách hay khác được các anh chị Thư viện tỉnh giới thiệu. Tùy vào tình hình dịch bệnh, Thư viện tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ phục vụ các em tại Thư viện vào ngày 16 tháng 4 năm 2020. Khi đến Thư viện, các em nhớ đeo khẩu trang và hãy rửa tay sát khuẩn trước và sau khi vào Thư viện mượn sách về nhà và luôn giữ khoảng cách an toàn với nhau là 2 mét. Chúc các em có sức khỏe thật tốt trong mùa dịch này và tìm đọc những cuốn sách hay, ý nghĩa tại Thư viện tỉnh các em nhé!